Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình vừa hoàn thiện một cái phiên bản xe tải van trên nền chiếc xe khách gas 17 chỗ. Và cái phiên bản này thì cũng là một cái phiên bản mình giới thiệu khá là nhiều rồi. Cũng rất là lâu rồi mới lại có một cái phiên bản để mà mình được hoàn thiện xe. Đó, bởi vì là đối với cả cái dòng sản phẩm xe như đằng sau tôi đây, đó là một cái dòng sản phẩm xe mà chúng tôi phải đổi hồ sơ từ cái phiên bản xe khách gas 17 chỗ xuống để thành xe tải van để mang biển D như thế này để có thể là chở hàng. Hoặc là sử dụng vào mục đích chúng ta có thể là làm xe mobile home. Đây là một trong hai công dụng rất là nổi trội của cái sản phẩm xe tải van 6 chỗ này. Đó, thì đây chính là chiếc xe tải van gas 6 chỗ. Một cái phiên bản là đến thời điểm hiện tại là khách hàng của tôi phải chờ đến 60 ngày thì mới có thể là nhận được xe. Đó, nhưng mà từ chiếc xe này trở đi thì chúng ta khi mà đặt cái sản phẩm xe tải van 6 chỗ này trên nền chiếc xe gas 17 chỗ thì chúng ta chỉ cần đợi hồ sơ nó vào khoảng tầm 15 đến 20 ngày thôi. Đó, đây là chiếc xe đầu tiên ở năm 2023 lăn bánh trên thị trường. Cho nên là khách hàng tôi đã phải đặt cọc khá là lâu, đặt cọc ngay từ khi mà Tết xong là đã phải đặt cọc rồi. Và đến thời điểm hiện tại thì cuối cùng là cũng đã có xe để mà chuẩn bị giao cho khách hàng, cũng rất là vui. Thì hôm nay thì mình sẽ làm một cái video để nói tổng thể về cái sản phẩm gas van 6 chỗ này, mục đích sử dụng là gì và giá thành hiện tại nó vào khoảng bao lâu và cái thời gian chờ xe là bao lâu. Đó, thì cái thời gian để mà có thể nhận được xe thì như tôi nói thì là mình đã nói ở đầu rồi, thì nó mất khoảng tầm 15 đến 20 ngày là chúng ta đã có thể là nhận được xe rồi. Đó, nhưng mà chắc chắn là phải đặt cọc trước thì mới có cái sản phẩm xe này, bởi vì đây là một trong những cái sản phẩm mà không phải là nhiều đối tượng khách hàng mua nên là nó sẽ không có sẵn, mà chúng ta phải đặt cọc và chờ trong khoảng tầm 15 đến 20 ngày. Đó, thì đây là sản phẩm xe tải van gas van 6 chỗ. Đó, nó được làm trên nền từ chiếc xe khách gas 17 chỗ. Từ nền xe khách chúng ta sẽ phải đổi hồ sơ thành xe tải van. Và lợi thế của cái sản phẩm xe này đó là khi mà đổi hồ sơ từ xe khách 17 chỗ xuống xe tải van ngay từ đầu như thế này, chúng ta mất 60 ngày đợi chờ thì chúng ta sẽ nhận được một chiếc xe nó có hồ sơ gốc ban đầu sẽ là xe 6 chỗ. Và vấn đề mà đăng ký, đăng kiểm nó cũng sẽ rất là đơn giản. Nó sẽ rất là đơn giản, dễ dàng, nó tính như là xe mới thôi. Đó, chúng ta có hồ sơ thì đương nhiên là đăng ký thì đơn giản rồi. Và vấn đề đăng kiểm thì nó sẽ giống như là những cái chiếc xe tải van thông thường. Và đương nhiên là đăng kiểm thì chúng ta sẽ có thời hạn đó là 2 năm đầu tiên. Và sau đó sẽ là 1 năm 1 và tiếp theo nữa. Đó, nó giống y chỉ xe mới thôi, nó không có gì khác cả. Đấy là cái lợi thế thứ nhất. Và cái lợi thế thứ hai trên cái dòng sản phẩm xe này đó là khi mà chúng ta lấy lên trên chiếc xe khách gas 17 chỗ thì đương nhiên là chúng ta sẽ có một không gian thùng hàng phía sau rất là rộng rãi. Và chúng ta sẽ cùng lên trên khoang hàng luôn. Và lát nữa tôi sẽ dẫn mọi người lên trên khoang cabin để xem là thiết kế 6 chỗ trên nền xe gas 17 chỗ thì nó sẽ... Và đương nhiên là làm trên nền xe 6 chỗ thì phần cửa lên thùng chúng ta sẽ phải mở cửa sau. Đó, chúng ta sẽ không còn cánh cửa phía bên cạnh sườn nữa. Lát nữa tôi sẽ giải thích là vì sao lại như thế. Thì nó vẫn là nền tảng của chiếc xe khách gas 17 chỗ. Cánh cửa mở ra giống dạng là xe khách như thế này. Phía đây thì sẽ bước lên trên khoang hàng. Và thay vào đó chúng ta sẽ có một không gian hàng hóa ở phía đằng sau đây, cực kỳ là rộng rãi. Và không gian hàng hóa này thì nó vẫn được thừa hưởng một vài cái điều đặc trưng của xe khách. Nó đây là một cái rất là hay. Chiều dài lọt lòng thùng từ mép phía bên ngoài cùng cho đến phía đằng trong này sẽ là 3 mét. Chiều rộng của xe là 1m9 và chiều cao là 1m95. Đó, thì như vậy thì chúng ta sẽ có một khoang hàng với một cái thể tích nó tương đương với cả một chiếc xe tải 2,5 tấn và thể tích ở đây sẽ là 11,5 mét khối. Đó, chúng ta có thể là thay thế xe tải để chở hàng. Thì đối với cả một vài công ty hay là một vài đơn vị nhỏ lẻ bán hàng chúng ta cần đi tiếp thị, thì trong quá trình mà di chuyển từ tỉnh thành này đến tỉnh thành nọ chúng ta cần mang theo thứ nhất là sản phẩm để giới thiệu, thứ hai là các trang thiết bị máy móc, thứ ba nữa là có thể là mang theo quần áo này hay là đồ dùng sinh hoạt cá nhân. Thì với một không gian như này thì chắc chắn là chúng ta dùng sẽ rất là ok. Và thay vào đó nữa chúng ta sẽ có thêm 6 chỗ ngồi, chúng ta sẽ có thể là đi được rất đông trên chiếc xe này, đi được tối đa là 6 người trên cái chiếc xe này. Nó rất là thuận tiện cho những khách hàng, cho những công ty hay là những đơn vị cá nhân cần đi tiếp thị sản phẩm đi xa trong dài ngày. Và ngoài ra thì còn có thể là đáp ứng nhu cầu, đó là khách hàng nào mà có nhu cầu độ thành xe mobile home thì chúng ta lấy trên nền xe gắn 7 chỗ này cũng rất là hợp lý. Chúng ta sẽ có 6 chỗ ghế ngồi và một không gian rất là rộng. Tại vì là nếu mà làm mobile home chúng ta sẽ bỏ cái phần vách này ra và bên trên kia chúng ta sẽ còn khoảng tầm 80 phân nữa. Cái hàng ghế thứ hai là 80 phân nữa thì chúng ta có thể là có một không gian đến gần 4 mét ở đây. Thì thiết kế một căn nhà với đầy đủ các thiết bị như là nhà bếp, nhà vệ sinh, phòng ngủ
phòng khách, nó rất là ok, rất là thoải mái. Còn đi vào công việc để chở hàng nhá, thì như người có thể thấy này, nó thừa hưởng những cái led của xe khách 17 chỗ. Thứ nhất là phần vách này, nó vẫn là vách kính này. Đó. Và sẽ thiết kế thêm những phần song chắn như thế này. Đó, để nó đảm bảo đúng yếu tố kỹ thuật của dòng xe tải van, là cứ ở đâu có kính là sẽ phải có phần song chắn để đảm bảo an toàn. Thứ hai nữa, đó là về phần hệ thống điều hòa của này. Nó lấy trên nền xe khác 17 chỗ nên là nó sẽ được thừa hưởng cái dàn điều hòa phía sau này. Đó, nên là chúng ta cũng có thể là tận dụng luôn cái dàn điều hòa này để có thể là sử dụng mục đích đó là chở hàng hay là chở người, nó đều rất là ok. Thứ ba nữa đó là được thừa hưởng sẵn cái hệ thống giải đèn led chạy dọc xe như này. Đấy, chúng ta có thể là cung cấp ánh sáng cho cái khoang phía sau này, rất là ok. Đó. Còn về cái phần sàn này thì nhà máy bên hoán cải chúng tôi cũng đã thay đổi kết cấu một chút, đó là làm lại toàn bộ cái phần sàn này bằng nhôm nhám để làm sao có thể là có một cái độ bền nó cao nhất khi mà trong quá trình sử dụng đối với việc chở hàng. Đó. Đây là 100% nó là nhôm nhám và được gia công cũng khá là tỉ mỉ, khá là dày. Với cái độ dày đây nó vào khoảng tầm 0.8. Đó thì chúng ta dùng với cái mục đích là chở hàng thì nó cũng khá là bền. Tiếp theo nữa đó là bên trên này thì xe tải van thì đương nhiên là nó sẽ phải có thêm cái phần vách bên trên này. Chúng ta cũng gia công nó khá là ok rồi. Đối với vấn đề chở hàng thì khá là chắc chắn rồi. Còn về gu thẩm mỹ thì tôi thấy là thiết kế như này thì ở Việt Nam của mình thì cũng tạm chấp nhận được. Đó. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi lên trên khoang hành khách phía bên trên để xem nào. Số chỗ ngồi sẽ được thiết kế như nào. Như tôi vừa nói thì lý do vì sao mà chúng ta sẽ không bước lên trên khoang hàng hóa bằng cái cửa lùa ấy được. Thì đây chính là lý do. Phía đằng sau này thì chúng ta đã có thêm một hàng ghế rồi. Và ngay sau hàng ghế sẽ là cái phần vách ngăn, nên là chúng ta sẽ không lên trên cái khoang hàng của chúng ta bằng cái cửa lùa ấy được. Và cái cửa lùa này thì nó sẽ dành cho là cái công việc đó là đi lên đi xuống của cái hàng ghế phía sau. Thì phía sau này chúng ta sẽ có 3 hàng ghế này. Nó sẽ có 3 chiếc ghế ở đây. Nó là thiết kế nguyên bản thôi. Ghế này thì là ghế nguyên bản thôi, giống như dòng xe khách bình thường. Nó là bằng da rồi và chất liệu lỉ cũng khá là ok. Nhưng có cái nhược điểm là ghế này thì nó không ngả được, cả trước cả sau nó đều không ngả được. Chỉ duy nhất của ghế của bác tài là sẽ có những cái chức năng điều chỉnh lên xuống và chỉnh mông, chỉnh lưng. Đó. Ghế của bác tài thì trang bị rất là nhiều cái tính năng. Đó. Còn hai phụ và ba ghế sau này thì nó sẽ không có. Và đương nhiên là phía dưới này thì chúng ta cũng có một không gian nó khá là rộng rãi, nên ngồi cách phía bên trên này cũng khá là ok. Đây là vấn đề mà chở người thì chiếc xe này nó có thể là đáp ứng được rất là tốt. Sau một quá trình đắn đo cân đối thì cuối cùng khách hàng tôi quyết định đặt cọc, và sau 60 ngày đợi chờ thì cuối cùng sản phẩm xe gắt van 6 chỗ này cũng đã được giao đến tay khách hàng. Và những khách hàng tiếp theo trở đi nữa thì chúng ta sẽ không phải đợi thời gian lâu như này nữa. Chúng ta chỉ cần bỏ ra khoảng thời gian khoảng tầm 15 đến 20 ngày là chúng ta đã có xe để mà chạy rồi, chứ không giống như khách hàng đầu tiên này của tôi. Họ đó là một cái thiệt thòi của khách hàng đầu tiên. Nhưng mà người đi đầu thì bao giờ cũng sẽ là người mà sẽ phải chịu những cái rủi ro. Còn khách hàng tiếp theo thì đã có hồ sơ rồi, đấy là chúng ta hoán cải đổi hồ sơ nó sẽ dễ dàng hơn. Và hiện tại để mà lăn bánh được cái sản phẩm xe gắt van 6 chỗ này thì chúng ta cần bỏ ra số tiền là bao nhiêu? Đấy chắc chắn là sẽ là một câu hỏi mọi người đang thắc mắc, đúng không? Thì nguyên bản của chiếc xe gắt 17 chỗ hiện tại đang có giá là 760 triệu. Chúng ta cần chịu thêm chi phí hoán cải là 26 triệu nữa. Vậy tổng cộng bị chi là nguyên giá xe của cái sản phẩm này nó sẽ là khoảng tầm gần 800 triệu rồi. Đó, 796 triệu giá xe. Và cộng thêm chi phí đăng ký đăng kiểm. Đăng ký đăng kiểm thì nó sẽ phải chịu thêm 7,2% thuế trước bạ. Nó 8,7,56 là hơn 50 triệu rồi, gần 60 triệu. Và ngoài ra còn chi phí mà để công an bấm biển số nữa thì tổng cộng nó sẽ rơi vào khoảng tầm 75 triệu nữa. Thì chúng ta sẽ có thể là nhận lăn bánh được cái sản phẩm xe này. Đó, thì tổng cộng vị chi lăn bánh xe này sẽ rơi vào khoảng tầm 870 triệu nha mọi người. Đó.